Quý khán giả thân mến, chiều hôm nay, ngày 2 tháng 10 năm 2023, trong video này thì mình sẽ tiếp tục cập nhật toàn cảnh những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2 cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Hiện tại thì mình thấy là các anh công nhân, các anh kỹ sư đang tiến hành hạ lồng thép dầm ngang cuối cùng của cầu Mỹ Thuận 2. Rất là hoành tráng luôn. Thì mấy hôm nay thì mình rất là trông chờ cái khoảnh khắc hạ lồng thép này để mà quay cho cả nhà mình xem. Cuối cùng thì các anh cũng đã hạ rồi, thì mình sẽ cố gắng mình quay chi tiết nhất, mình quay cận cảnh nhất cái quá trình hạ lồng thép này cho quý vị khán giả được biết nha. Sau khi hạ lồng thép này xong, các anh sẽ tiến hành vệ sinh ván khuôn, rồi sau đó là sẽ tiến hành làm thép để mà chuẩn bị cho cái quá trình bơm bê tông khối dầm hợp lồng cuối cùng ở cầu Mỹ Thuận 2. Và các anh dự kiến sẽ hợp lồng vào ngày 12 tháng 10 năm 2023. Hôm nay là đã là ngày 2 tháng 10 rồi, vậy là chỉ còn 10 ngày nữa thôi là sẽ tiến hành hợp lồng rồi. Mình trông chờ từng ngày luôn để quay cho cả nhà mình xem những cái khoảnh khắc đẹp nhất của cầu Mỹ Thuận 2 có thể để mà gửi đến quý vị khán giả. Dù ở bất cứ nơi đâu qua kênh của mình thì quý vị khán giả có thể xem được tất cả những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2 qua những cái video này. Thì mình xin cảm ơn các anh công nhân, các anh kỹ sư ở cầu Mỹ Thuận 2 rất là nhiều đã ngày đêm làm việc để mà sớm hoàn thành cây cầu Mỹ Thuận 2, giúp bà con ở miền Tây sắp tới sẽ có thêm một cây cầu dây văn vượt sông Tiền, giúp bà con của mình đi từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây được nhanh chóng hơn, thuận tiện hơn. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành và theo dõi những cái video trong kênh của mình. Chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và đừng quên bấm nút đăng ký kênh và lúc nào cũng bật chuông thông báo để mà khi mà mình đăng những video mới nhất thì cả nhà mình có thể xem được tất cả những video mới nhất nha. Vậy thì cái quá trình hạ lồng thép ở cầu Mỹ Thuận 2 hôm nay như thế nào thì bây giờ mời tất cả quý vị khán giả cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nha.
We'll be right back.